Tạp Tài Bá Độ hôm nay mình làm clip hướng dẫn chi tiết cách đi phân khối lớn, lần đầu tiên đi phân khối lớn như thế nào cho đúng cách. Thì hôm nay trước mặt anh em đây là nhân viên của mình, thì thằng này là AD kênh Quả Thế Giới Xe. Nó đã từng sở hữu chiếc Kawasaki Z1000, nhưng mà nó chỉ là chữ Kawasaki Z1000, nó chỉ là cái áo đó em nhá, còn xe nó chưa sở hữu đâu. Đấy, thì em biết con này xe là xe gì không? Con này à? Ờ. Chúng quen quen. Nhìn mình nhìn chữ gì đây? Ninja Elite 2018. Đấy. 2018 luôn, Ninja Elite đúng rồi, ok. Bao nhiêu phân khối đây? Nghe đồn đâu đó, 1000 phân khối. À, 1000 phân khối. Con này chạy mạnh lắm, em nghe thấy. Ngu. Nhìn số này, nhìn tên, phải nhìn số 650 em nhá. Liên ra 650. Mang tiếng là đệ của anh ấy, là phải biết nhiều dòng xe, em hiểu chưa? Đấy, thì bây giờ anh cho em tìm cách lên con xe này. Một cách dễ dàng nhất em tìm cách lên để cho đúng cách nhất đi. Có gì đâu, lên từ sau lên trước. Thì em lên đi. xuống đây, ok. Hôm nay, đây, đi đây này. Hôm nay em nó mọc cần đùi, thì có khả năng là em lên nó lên được ở đấy, nhưng mà anh em một con bò như mình hoặc con bò thì lên đấy thì chắc chắn 100% là sẽ rách đúng 100% luôn nhá. Lên xe đúng cách ấy thì là đầu tiên mình phải có xe đã, đúng không? Có xe rồi đúng không? Lên xe thần thái nó đơn giản thôi. Nhìn đứng xa ra đấy, em đứng gần đây này. Ví dụ đang có người đứng ở đây đúng không, mà em lên theo cái kiểu như này là ăn vào mặt, em hiểu chưa? Thì mình phải quan sát, không có ai, không có ai đi đến thì mình này, lên đơn giản thôi. Ok chưa? Đơn giản. Đấy, em lên thử đi. Lên thử đi. Ok. Đúng rồi. Ok. Còn có người đang đi đến này, có hay là cái diện tích chật hẹp thì em lên như thế nào? Ví dụ có các xe là ai đi đến đấy thì mình lên theo cái cách nó hơi khó chịu một chút, thì là mình bước qua nhá. Bước qua hơi khó chịu một chút nhưng mà nó an toàn cho người khác. Bước như này ở trong cái phạm vi hẹp ấy thì nó sẽ an toàn cho người khác. Còn mà không qua thì đấy, mình cứ dạng háng ra rồi mình đi lên đi xuống thôi. Em lên làm một lần nữa đi. Lấy thử cái hẹp à? Lên cửa cái hẹp đi. Đấy. Hơi khó chịu một chút anh em ạ, nhưng mà nó an toàn nhá. Bây giờ em thử đề đi xem biết đề không này. Đề đi này. Khác gì xe bình thường đâu. Đề đi. Bấm mạnh vào. Mạnh rồi. Mạnh nữa mà nó mới lên được. Có khi hỏng cục đề. Xe mới tinh 2018 mày thế nào nhỉ? Xe đang bán 195 triệu đấy. Thì biết đâu được, nó hỏng cái này hỏng cái kia. Ok. Đây mày quay đi đến gần đây để hướng dẫn. Chắc là rất nhiều anh em biết cái nút này rồi, nhưng mà có một vài thành phần ngu như cái thằng này thì nó không biết. Anh em nhìn này, gạt về đây là sẽ không đầy được này, tắt máy nhanh. Còn gạt về đây thì sẽ đầy được máy, em đầy lại đi. Đầy. Rồi, ok. Rồi. Ok. Tắt đi, em tắt đấy, tắt thử đấy. Tắt đi. Rồi, đầy lại thử mà. Đầy lại thử. Đấy qua tắt máy nhanh nhá, tắt máy nhanh. Đầy lại thử đi xem được không? Tắt đi, tắt ok. Đây đi. Nó không được, ok. Ngày xưa lúc anh mới chơi cái đây 15 anh mua xe này về nhá. Anh để ở sân trẻ con đi qua nó gạt qua phát đề mấy ngày không được, anh tưởng hỏng xe cơ. Không đi luôn. Dò mãi mới biết đấy, bây giờ công nghệ thì cái gì người ta cũng đang lên mạng rồi. À biết. Ok. Cái lên xuống cái đề máy cho nó ok rồi. Cái tư thế ngồi em thấy con tư thế ngồi con này như nào? Em ngồi thử cho chân lên. Cũng như bình thường. Nhàn không? Bình thường. Cảm thấy nhàn không? Nhàn như dòng X-Side mà lấy bài không? Có như như ngồi như quay đúng không? Tại vì sao? Tại vì là ghi đông của cái con này thì nó rất hướng về người ngồi. Ngồi rất dễ luôn, không có gì khó khăn cả. Nhưng mà dòng thuần sport ấy thì nó sẽ phải bật lằm bò ra. Nhưng mà đây anh em nhìn này, tư thế ngồi thì rất dễ rồi. Ok, thì bây giờ anh em mình bắt đầu lổ máy và đi thử. Nhưng đầu tiên nhá, anh em nếu mà lần đầu tiên anh em mình ngồi thử trước một chiếc không phân khối lớn ấy, thì cái điều quan trọng nhất là anh em mình phải nhả côn từ từ thôi, thật chậm thôi. Nếu mà anh em mình nhả côn sốc ra phát và cái dòng này là 650 phân khối, nó rất mạnh. Nó không như Exciter hay là không như mấy con xe 150 phân khối thì kiểu mình nhả đột ngột ra nó chết đơn giản thôi. Nhưng mà con này ví dụ là mình chẳng may mình nhả đột ngột ra mà thêm một chút ga nữa vào thì thôi, văng xác luôn anh em nhá. Anh em mình đầu tiên là đè lổ này, sau rồi nhả côn ra một cách từ từ thôi.
để cho xe nó trôi đi đã. Và trôi đi thì anh em mình cứ để cho nó trôi đi, trôi đi lên tầm 5 đến 10 km/h mình đá sang số 2 luôn. Tại vì số 1 nó rất mạnh thì số 2 tầm ở độ 20-30 km/h mình lại đá sang số 3 để cho mình làm quen cái thứ nhất là côn số này, cái thứ hai là cách điều khiển xe đi thật chậm rãi thôi, không có gì phải đi nhanh cả. Ok, bây giờ bắt đầu em đề em đi lùi xe lại này. Lùi xe rất khó nhá. Đây rồi, anh hướng dẫn cách dắt xe này, xuống đi, xuống đi. Tay bám ở đây này em này, tay bám ở đây. Đây. Ok, rất đánh hết lái ra. Rồi đi. Rất đơn giản thôi. Tiến lên. Dòng phân khối lớn này không phải như quay đâu mà ngồi trên mà đùn đùn nhá. Ok. Em ngồi lên đi. Trước cái clip này ấy, thì thằng cô em trường mình bảo là anh cho em đi thử trước đi, tại vì tí nữa mà em đi không đi được thì nó quê lắm. Nhưng mà thực sự là mình không muốn cho nó đi thử trước, tại vì là mình muốn clip của mình nó chân thực nhất có thể. Bây giờ đây là đúng là lần đầu tiên của nó luôn, chứ không phải lần thứ hai nhá. Nó đi đâu thì tí nữa nó ra đường ô tô đâm chết nó nhá. Đây đi. Nhả côn thật chậm thôi nhá. Nhả côn thật chậm thôi. Anh em nhớ nhá, đề xong, đề không phải ga sốc như thế. Đề này. Mình đề mình không cần phải ga. Thấy chưa? Để cho máy nó hiền ra kiểu chi đề quá. Đây, anh em nhớ này. Nó rất hại động cơ luôn. Bình thường thì nó sẽ không hại ngay, nhưng mà khi anh em mình về lâu dài thì nó sẽ hại động cơ. Thế anh mình cứ đề xe nó ngon mà. Đề búng quát nó nổ luôn. Không phải ga nhá. Đấy. Được chưa? Ok. Để cho máy nó lổ tầm khoảng độ 15-20 giây thì bắt đầu vào côn và đá số. Bắt côn vào. Nhả từ từ thôi, nhả từ từ thôi, bình tĩnh thôi. Đấy, đứng ngay mà. Bình tĩnh thôi. Bây giờ ra số. Nhả thật chậm nhá, nhả thật chậm thôi, không phải vội. Không hề dễ dàng anh em ạ. Nó vừa thử và đã thất bại rồi, đi được có 10 mét và chết máy luôn. Thì bây giờ anh hướng dẫn trực tiếp em xem này. Đầu tiên là đề như lúc anh bảo rồi đúng không? Không phải ga nhá, đề không phải ga. Đợi 15-20 giây thì anh mình bắt đầu bóp côn vào số để cho cái vòng tua máy nó xuống thấp một chút nữa. Tại vì mới đề ấy, cái vòng tua máy nó lên rất cao. Ok, vòng tua nó xuống thấp rồi. Bóp côn này. Vào số này. Nhả ra, em nhìn tay anh này, nhả ra từ từ thôi. Mới nhá, em thấy không, nhả ra từ từ nó bắt đầu đi này. Thấy chưa, bắt đầu đi, bắt đầu mình ga vào một chút nhá. Thì nó đổ ngay, còn nó kiểu nó văng xe, mình không kiểm soát được tốc độ của nó. Thì đầu tiên anh mình cứ lên cái số cao một chút, tại vì xe này nó rất khỏe nên số 2, số 3 anh đi chậm vẫn được mà, không nhất thiết như vậy. Như xe tơ thì phải đi cực chậm, phải đi số 1 hoặc số 2, như con này thậm chí anh em mình đi 4-50 km/h anh mình đi số 3 vẫn ok luôn, số 2, số 3, à quên, số 4, số 5 vẫn ok luôn. Ok. Bắt đầu làm quen rồi anh em nhé. Bắt đầu làm quen.
sau một thời gian trải nghiệm khoảng độ 50 phút thì video của mình cũng kết thúc ở đây, và cái chuyến hành trình bắt đầu tập đi xe phân khối lớn của thằng của em trường mình thì cũng tạm dừng. Thì lần sau mình sẽ cho nó đi nhiều hơn, thì tại vì là công việc không cho phép, hôm nay chỉ đi được như thế thôi. Thì em cảm thấy thế nào, đi xe nó có sướng không? Mạnh hơn quay anh. Mạnh hơn quay à? Đi khó hơn quay nhưng mà mạnh hơn. À mạnh hơn à? Thế em thấy nói chung là nếu mà em có tiền em có mua này không? Chưa biết được, chắc là mua. Chắc là mua à? Tại vì nó mạnh hơn quay mà. À nó mạnh hơn quay, em biết con này bao tiền không? Chắc 40-50 chứ mấy. Phải không? 40-50. That has to do. He'll never help, man. I want to know what kind of motherfucking deal he's been getting. He need to get more of this shit. Thằng này nó trôn đấy. Tại vì là con xe này chủ xe trước thì mua là cả giá biển 255 triệu, cộng đồ chơi là 270 triệu rồi. Thì con xe này thì mình cũng cuối clip thì mình cũng quảng cáo một chút là mình bán luôn chiếc xe này, là chiếc xe siêu lướt đi có hơn 1.000 km mà thôi. Thì tổng giá trị chiếc xe và đồ chơi là khoảng 270 triệu. Thì nay mình bán với giá 195 triệu. Anh em nào có nhu cầu mua chiếc xe này, tất cả khu vực miền Bắc nhá, mình sẽ ship đến tận nơi. Anh em chỉ cần chốt cọc tiền mình sẽ ship xe đến tận nơi. Anh em không phải đến shop xem. Nếu mà xe đến tận nơi mà anh em phát hiện ra bất cứ một lỗi gì hay là như thế nào, mình sẽ trở về. Tại vì mình đảm bảo với anh em là xe của mình là ngon này 100%, zin từ A đến Z. Ok, cảm ơn tất cả anh em xem clip của mình nhé.